念呢，就是来一口的肋骨了，肋骨上方一点点有一条很亮的亮线，这个就是它的肺部表面。来，今天呢是哺乳动物啊，用肺来呼吸，拥有一颗健康的肺。哦，语言的效。Quay trở lại với kênh du lịch khám phá tới đây. Trong nội dung video này mình tiếp tục cuộc hành trình khám phá du lịch Trung Quốc. Chúng ta sẽ cùng khám phá Trung Hoa. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ đi tham quan Vương quốc Hải Dương. Đây là Vương quốc về những cái về Hải Dương học các bạn. Nó nằm ở thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Và khi chúng ta tham quan cái vương quốc Hải Dương này thì có một cái tiết mục rất là đặc sắc, là một tiết mục biểu diễn với cá heo. Một tiết mục biểu diễn cực kỳ đặc sắc các bạn. Đây là tiết mục của những nghệ sĩ lừng danh ở Chu Hải với những chú cá heo rất là xinh xắn và thông minh. Chúng ta sẽ được thử ngoạn một cái màn biểu diễn cực kỳ độc đáo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Đây là ở trong cái vương quốc Hải Dương đó các bạn. Người ta đi trong nước kìa. Sau màn này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua để xem màn biểu diễn cá heo các bạn nhé. Một bàn biểu diễn cá heo cực kỳ, với những chú cá heo cực kỳ thông minh và những nghệ sĩ thật là tài năng, cho chúng ta một cái nhìn rất là mãn nhãn. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi ủng hộ kênh giúp mình nhé. Đây rồi, bàn biểu diễn cá heo này. Tổng số 好，是一款体温计。那介绍完毕，现在有请啊。
để giải thích được tình trạng đấy, nhớ sẽ nói về. Sau đó thầy muốn mua những điều sẽ chịu tình trạng khi đã bỏ đi vấn đề. Nào mà bỏ vấn đề thì à, ông Barry thẳng thắn chỉ trích điểm nhân định tình trạng, đã sẽ phải quyền ông Barry thẳng thắn chỉ trích ý trạng phải chọn chiến lược được sân thì giải thảo. Sau đó thầy muốn mua những điều thầy muốn thay về là tốt nhất. Thank you.